Người đàn ông trước mặt này là một tỷ phú giàu có. Trong một tai nạn, khiến anh học được một bộ quyền pháp cổ xưa ở trên núi Côn Luân. Chỉ cần một quyền nhẹ nhàng là đã có thể đánh xuyên qua cánh cửa thép. Thì ra vào 8 năm trước, anh ta và cha mẹ ngồi máy bay đi ngang qua núi Côn Luân. Không may chiếc máy bay đã gặp tai nạn, cha mẹ anh tử vong ngay tại chỗ. Jani may mắn sống sót và được võ tăng trên núi Côn Luân cứu thoát. Trải qua quá trình đi bộ trong suốt 8 năm, anh ta với đôi chân trần đã từ núi Côn Luân đi bộ về tới San Francisco. Mục đích chính là vì để tìm kiếm hung thủ đứng đằng sau vụ tai nạn năm xưa và lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Anh ta nói với một người đàn ông ở bên đường rằng, tòa nhà lớn đó là của nhà tôi đấy. Người đàn ông này nghi ngờ anh là một kẻ điên loạn. Tiếp theo sau, Jani bước vào trong tòa nhà, nói với cô gái ở quầy tiếp tân rằng anh ta muốn gặp đồng sự trưởng. Cô gái này nhìn vào cách ăn mặc của anh ta thì tưởng anh ta là kẻ lang thang. Rất nhanh đã gọi nhân viên an ninh tới kéo anh ta ra ngoài. Jani thật sự không thể nhịn được nữa, không ngờ lại bị đối xử như thế ngay trong công ty của mình. Anh ta đã chặn nhân viên an ninh ở ngay bên ngoài đại sảnh, sau đó bèn chạy vào trong thang máy. Jani đi tới phòng làm việc của tổng tài, không ngờ người đang ngồi ở trước mặt anh lại chính là người bạn thời thơ ấu. Cùng lúc đó, một người phụ nữ bước vào phòng. Thì ra hai người này chính là bạn thanh mai trúc mã của Jani. Jani ý thức được công ty của mình đã bị hai anh em này chiếm cứ. Anh vốn dĩ định thảo luận với hai người, nhưng lại gặp phải sự tẩy chay của họ. Dù gì thì đây cũng là số tài sản trị giá hàng trăm tỷ đô la, ai lại muốn trả lại kia chứ? Thế là hắn ta cho nhân viên an ninh đuổi Jani ra ngoài. Khi vụ việc còn chưa được điều tra rõ, anh ta không muốn gây thêm rắc rối cho mình. Sau đó Jani đi tới căn biệt thự của mình, tìm ra chiếc chìa khóa dự phòng được cất giấu kỹ lưỡng. Khi mở cửa thì phát hiện ổ khóa đã bị đổi. Thế là anh ta nhân lúc xung quanh không có ai, trực tiếp mượn lực nhảy lên tường. Chẳng mấy chốc đã dễ dàng leo được vào trong nhà. Sau khi bước vào căn biệt thự đã từng là nhà mình, anh phát hiện ra tòa nhà này đã bị hai anh em nhà Mi Trung chiếm làm của riêng. Lúc này đột nhiên vang lên tiếng chó sủa. Jani từ từ bước tới gần, sau đó ngồi xuống đôi tay hợp lại. Con chó phút chốc hiểu ra gì đó bèn ngoan ngoãn nằm xuống mặt sàn. Tới ngày hôm sau, Jani một lần nữa tìm gặp người bạn thời thơ ấu là Joy. Joy vẫn không chịu nhận là quen biết anh. Chính vào lúc này, vệ sĩ của Joy đột nhiên nhìn thấy. Jani vốn dĩ định rời khỏi đây, không ngờ một chiếc xe taxi lao thật nhanh tới. Jani nhún người nhảy lên phía trên, trực tiếp lộn nhào bay qua đầu chiếc xe taxi và đáp xuống đất hoàn hảo, nhẹ nhàng tránh được chiếc xe taxi. Joy cảm thấy ngạc nhiên trước cảnh tượng này, Jani không muốn bại lộ thực lực của mình, thế là đành rời khỏi đây. Xem ra muốn đoạt lại tài sản của mình không phải là việc một hai ngày có thể làm được. Trong lòng Jani vô cùng khó chịu. Vì để cho tâm trạng dễ thở hơn, anh ta đi tới công việc và bắt đầu luyện tập thái cực quyền. Đúng lúc này thì anh nhìn thấy một cô gái đang dán poster quảng cáo tuyển học viên cho võ quán. Jani nói rằng anh muốn làm việc ở võ quán này, không cần lương, chỉ cần một ngày 3 bữa ăn no là được. Nhưng anh ta đã bị Côn Linh từ chối. Buổi tối, Jani thông qua địa chỉ ghi trên poster mà tìm tới võ quán này. Lần này anh không phải tới đây để tìm việc mà là tới để gây sự, nhưng đã bị Côn Linh từ chối. Trước khi anh rời khỏi, cô đã tặng cho Jani một đôi giày. Vừa rời khỏi võ quán, Jani đã bắt gặp sát thủ do Oát phái tới. Thì ra chính là nhân viên an ninh mà ban ngày anh đã gặp. Chỉ vài động tác là đã có thể hạ gục được anh ta. Chính vào lúc Jani đang định rời khỏi đây thì đột nhiên lại xuất hiện thêm vài tên sát thủ nữa. Jani sử dụng khả năng khinh công vượt tường cao siêu của mình, vừa nhảy lên là đã nhanh chóng bay qua được bức tường và trốn thoát. Tất cả mọi việc diễn ra trước mặt đều bị Côn Linh nhìn thấy. Cô quyết định đi giúp đỡ Jani, gặp gỡ bọn sát thủ này. Người đàn ông trước mặt này là một tỷ phú giàu có. Trong một tai nạn, khiến anh học được một bộ quyền pháp cổ xưa ở trên núi Côn Luân. Chỉ cần một quyền nhẹ nhàng là đã có thể đánh xuyên qua cánh cửa thép. Thì ra vào 8 năm trước, một vụ tai nạn máy bay đã khiến cho cha mẹ anh đều bị mất mạng. Jani may mắn sống sót và được võ tăng trên núi Côn Luân cứu thoát, còn học được quyền pháp cổ xưa. Vì muốn tìm lại tất cả những gì thuộc về mình, anh ta chân không đi về San Francisco. Jani đi tới công ty của mình, không ngờ công ty đã bị hai đứa con của đối tác kinh doanh của cha mình chiếm cứ. Buổi tối Jani tìm tới Oát để lý luận. Dù gì thì đây cũng là khối gia sản trị giá hàng trăm tỷ đô, ai lại muốn nhường cho người khác kia chứ? Jani tức giận đã tăng tốc chiếc xe nhanh hết cỡ. Oát vô cùng sợ hãi hét lên. Chính vào giây phút quan trọng, Jani vẫn đã đạp lên thắng xe. Thật ra anh ta cũng không muốn làm như thế, chỉ là bởi vì bọn chúng đã làm quá đáng với anh. Chính vào lúc Jani đang định rời khỏi đây thì Oát nói rằng việc này vẫn chưa xong đâu. Quả nhiên không bao lâu sau khi Jani bước ra khỏi võ quán của Côn Linh thì đã gặp phải sát thủ do Oát phái tới. Jani vừa nhìn đã nhận ra ngay chính là tên vệ sĩ anh đã gặp vào ban ngày. Anh đã nhẹ nhàng hạ gục được hắn ta. Chính vào lúc anh chuẩn bị rời khỏi đây, đột nhiên xuất hiện thêm nhiều tên sát thủ. Jani đành phải sử dụng kỹ thuật khinh công độc môn, vừa nhảy lên là đã nhanh chóng bay qua được bức tường và trốn thoát. Tất cả mọi việc diễn ra trước mặt đều bị Côn Linh nhìn thấy. Cô quyết định đi gặp gỡ bọn sát thủ này. Còn chưa kịp đợi cô ra tay thì Jani đã trốn thoát khỏi hiện trường. Anh ta trà trộn vào trong dòng người và tiện tay lấy đi một cái mặt nạ, nhưng cuối cùng cũng đã bị một tên sát thủ da màu phát hiện. Jani không nhịn được nữa, vừa bước tới là sử dụng ngay một bộ tổ hợp quyền đánh ngã hắn ta. Hỏi hắn ta ông chủ là ai, thì ra chính là do Oát đã phái hắn ta tới. Ở một nơi khác, Oát cũng đã nhận được điện thoại của thuộc hạ.
nói với hắn ta rằng nhiệm vụ đã thất bại. Tiếp theo sau, hắn đã gọi vào một số điện thoại khác, nói với đối phương rằng lần này rắc rối to rồi, nhất định phải gặp mặt. Oát một mình đi vào trong mật thất, người ngồi trước mặt chính là cha của hắn ta, Hera. Phía sau lưng này rốt cuộc là đang che giấu bí mật gì? Trực giác nói cho tôi biết. Mối quan hệ của hai người này không tầm thường. Hera yêu cầu Oát cứ tiến hành theo đúng kế hoạch của mình là được. Sau đó, Jani đã lén lút lẻn vào trong nhà của Joy và đem chuyện tối qua bị truy sát kể lại với cô ta. Joy nói với Jani rằng đây tuyệt đối là một sự hiểu lầm. Sao lại có thể như thế được? Tiếp theo sau, cô ta còn pha một ly cà phê mời Jani uống để anh hạ hỏa. Chưa được vài phút, Jani đột nhiên cảm giác toàn thân rụng rời. Khi anh ta ý thức được có điều không ổn, thì đã muộn rồi. Chính vào lúc này, Watt từ từ bước tới trước mặt anh, nhấn like và theo dõi để xem tập tiếp theo nhé. Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngay cả Jani, một người sở hữu quyền thuật cổ xưa cũng không là ngoại lệ. Anh ta đã bị hai anh em là người bạn thời thơ ấu lập mưu hãm hại. Tiếp theo sau, Jani đã bị trói chặt trên cái giường của bệnh viện tâm thần. Bác sĩ Hui nói với anh ta, cách duy nhất để rời khỏi đây chính là bắt buộc phải hát một bài côn nhị khúc. Jani tỏ vẻ mặt ngạc nhiên không biết phải hát như thế nào. Bác sĩ thú y lấy ra một cái nhựa uy hiếp anh ta phải hát nhanh lên. Chính vào lúc này, bác sĩ thật sự đã nhanh chóng bước vào phòng, sau đó đã bắt giữ tên bác sĩ giả này. Thì ra ông ta mới thật sự là bệnh nhân tâm thần ở đây. Jani bị cưỡng ép uống thuốc. Tới ngày hôm sau, Jani cùng với bệnh nhân tâm thần hôm qua đã có tiếng nói chung, họ còn trở thành bạn tốt của nhau. Ông ta thậm chí còn dẫn Jani đi tham quan làm quen với hoàn cảnh trong bệnh viện, còn nói với Jani rằng sau này nơi đây cũng sẽ là nhà của anh ta. Sau khi nghe xong, Jani đã đột nhiên tỉnh ngộ, thế là anh ta nhớ ra có một người có thể giúp đỡ anh rời khỏi nơi đây. Anh ta lập tức đi gọi điện thoại, và người này chính là Colin. Jani đã kể lại hết toàn bộ quá trình cho cô nghe, còn bản thân anh ta thì bị anh em nhà Mi Trung lập mưu hãm hại đưa vào bệnh viện tâm thần, hy vọng Colin có thể cứu mình ra ngoài. Vừa nghe nói là tập đoàn Rand Enterprises, Colin nói rằng cô không làm được gì cả. Bởi vì bọn chúng là gia tộc giàu có nhất thành phố này, cho dù là như thế, nhất cử nhất động của Jani ở bệnh viện đều không thể thoát khỏi sự giám sát của cha con Hera. Sau đó Oát đã đi tới võ quán của Colin, trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu. Hy vọng Colin có thể ngụy tạo lời khai nói rằng Jani đã từng uy hiếp cô, như thế cô sẽ có được 1 triệu đô tiền thù lao. Hắn ta bảo cô suy nghĩ kỹ rồi rời khỏi võ quán. Cho tới buổi tối, Jani đã bị tiêm vào cơ thể một loại thuốc mê. Trong cơn mơ màng anh ta đã nhìn thấy Hera. Dưới sự chất vấn của Hera, Jani đã đem chuyện mình tập võ ở núi Côn Luân nói ra hết với hắn ta, đồng thời nói rằng anh ta có thể hủy diệt được cả tổ chức Han. Nghe tới đây Hera vô cùng kinh ngạc, tổ chức Han mà Jani nói rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ngay cả Hera còn phải e ngại. Vài ngày sau, do nhìn thấy bức ảnh chơi đùa với Jani lúc họ còn nhỏ, cô đột nhiên nhớ ra có một cách có thể phân biệt được thân phận thật giả của Jani. Cô đã nhờ trợ lý gửi một gói sô-cô-la tới bệnh viện tâm thần cho Jani. Sau khi nhận được gói kẹo sô-cô-la thì Jani lập tức hiểu ra ngay, anh ta đã lựa hết tất cả những viên màu trắng ra. Đúng lúc này hộ lý bước vào nói có người tới thăm anh. Anh vốn tưởng rằng chính là Joy, không ngờ lại là Colin. Colin nói Oát đã tới võ quán tìm gặp cô, cô không muốn bị cuốn vào cơn bão của tập đoàn này. Jani nói rằng anh hiểu chuyện này, nhưng hy vọng cô có thể giúp anh ta một lần cuối cùng, chính là mang túi hồ sơ này giao lại cho Joy. Joy sau khi nhận được thì phát hiện bên trong không còn viên màu trắng nào cả. Điều này chứng tỏ anh ta chính là Jani thật. Thì ra hai anh em trước đó đã ngộ nhận tưởng lầm anh ta là một kẻ lừa bịp, nên mới tỏ vẻ mặt xa lạ. Bây giờ Joy muốn đi đón Jani quay trở về, nhưng lại nhận được sự phản đối của anh trai. Một khi đón anh ta về thì họ sẽ mất một phần lớn cổ phần tập đoàn đang nắm trong tay. Cho tới buổi tối, Jani sau khi cho uống thuốc thì được hai người đàn ông dẫn vào một căn phòng kín. Chúng bắt đầu đánh đập anh không thương tiếc. Chính vào lúc họ chuẩn bị giết chết Jani thì tay áo của anh ta phát ra ánh sáng màu vàng kim vô cùng chói lóa. Tiếp theo sau, Jani đã bắt đầu phản công lại rồi. Anh ta đã nhịn đủ rồi, đã tới lúc tìm bọn chúng để tính sổ rồi.